Vâng, xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của BGNO. Hôm nay chúng ta lại nói thêm một liên quan đến vấn đề nữa, đó là Mỹ và Trung. Nhưng chúng ta sẽ không nói về công nghệ mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn về chính trị. Và khi mà Donald Trump ký sắc lệnh ra lệnh cấm vận giữa các công ty Mỹ với lại Trung Quốc, hàng loạt các công ty công nghệ Mỹ như là Google nè, Qualcomm nè, Broadcom nè hay là Intel đều dừng cuộc chơi với lại Huawei. Và đặc biệt hơn, đó là công ty phần cứng cực kỳ quan trọng của Huawei, đó là ARM, cũng rút khỏi cuộc chơi so với Huawei. Không chỉ các công ty trong nước mà còn rất nhiều công ty ngoài nước, chẳng hạn như Nhật Bản là chúng ta sẽ có Panasonic nè, hay là mới nhất chúng ta sẽ có Toshiba. Tất cả những hãng phần cứng cũng như hãng phần mềm này rất là quan trọng, đóng vai trò cực kỳ lớn trong việc sản xuất smartphone của Huawei. Và có thể thấy được là Mỹ vùi dập Huawei không hề thương tiếc. Tuy nhiên, không lẽ nếu như chuyện này xảy ra, chính phủ Trung Quốc sẽ ngồi yên hay sao? Tất nhiên là không rồi. Và theo một báo cáo mới nhất thì chính phủ Trung Quốc đang có thể là sẽ ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Vậy thì đất hiếm là gì và nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào đến với nền kinh tế toàn cầu thế giới? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu. Vâng, và trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đất hiếm là gì và tại sao đất hiếm nó lại quan trọng đến toàn cầu thế giới. Đất hiếm là một nơi tập trung nhiều khoáng sản như là cerium và promethium. Đây là những khoáng sản ít được biết đến nhưng nó lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với toàn cầu. Và đây cũng là khoáng sản có phạm vi sử dụng rất lớn. Tất cả những chiếc điện thoại thông minh đến xe điện và máy bay đều sử dụng các loại khoáng sản này. Trung Quốc đã sản xuất hơn 120.000 tấn đất hiếm vào năm ngoái và được coi là nước xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyển sang một vấn đề chính, đó là đất hiếm sẽ có ảnh hưởng gì đến với thị trường toàn cầu. Giờ chúng ta cùng nhau quay lại câu chuyện bức tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu như Mỹ có thể cắt đứt các mối quan hệ giữa các công ty công nghệ Mỹ với lại Trung Quốc, thì Chủ tịch Trung Quốc hoàn toàn có thể cấm xuất khẩu các đất hiếm này đến với toàn cầu. Và việc này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến với kinh tế thế giới. Nếu như chính phủ Trung Quốc chọn cách cắt đứt giao dịch khoáng sản, giá đất hiếm sẽ cực kỳ tăng. Và khi đó, các nhà sản xuất sẽ tranh giành nguồn hàng khoáng sản từ những nhà máy còn lại. Đặc biệt hơn, nếu như mất nguồn cung từ Trung Quốc, giá sản xuất của một chiếc Tesla hoặc chiếc điện thoại Samsung có thể sẽ tăng hơn gấp nhiều lần. Và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hai ông lớn trong ngành thị trường smartphone, đó là Apple cũng như là Samsung. Và chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu như Trung Quốc cấm xuất khẩu các loại đất hiếm thì mức giá của cho một chiếc smartphone Apple hay là Samsung sẽ tăng hơn rất là nhiều. Và khi đó tính cạnh tranh sẽ cực kỳ tăng cao. Và lúc đó những chiếc smartphone Trung Quốc sẽ có giá rẻ bèo hơn rất nhiều so với những hãng lớn như Apple hay Samsung. Và lúc đó người dùng sẽ sẵn sàng quay lưng với Apple và Samsung sẽ chuyển hướng sang các smartphone Trung Quốc. Và để tổng kết lại, có thể thấy đất hiếm như là một loại vũ khí để có thể Trung Quốc đối đầu với Mỹ. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng hiện tại Chủ tịch Trung Quốc vẫn chưa đủ cơ sở để có thể làm việc điều này. Ông Tập Cận Bình dường như không muốn thúc đẩy Mỹ và các nước khác tìm đến nguồn đất hiếm mới, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngành công nghiệp đang sinh lời cho Trung Quốc. Nhưng đây vẫn là một lời hăm dọa của Trung Quốc và nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn nếu như Trung Quốc cấm xuất khẩu các loại vật liệu này. Và các bạn nghĩ sao cho chuyện này? Các bạn có thấy Trung Quốc cực kỳ cao tay hay không? Thì các bạn hãy để lại phần comment dưới nha. Và những bạn nào đang còn không muốn sở hữu các sản phẩm đến từ Huawei hay Honor nữa thì có thể ghé qua Bạch Long Mobile. Thì mình sẽ để link bên dưới sẽ dẫn thẳng tới hệ thống của Bạch Long Mobile. Ở nơi đó đang có nhiều sản phẩm cũng như là nhiều sự kiện khuyến mãi đi kèm. Các bạn nhớ bấm link bên dưới để biết thông tin chi tiết giá cũng như sản phẩm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng quên nhớ bấm like, share, subscribe kênh video nữa nha. Bye bye.